ngoài Hawaii ship không anh? Ok, có ship nha. Em ở trong nước Mỹ hay là ở nước nào anh cũng ship được hết đấy. Chỉ cần nổ cái địa chỉ thôi là ship được liền. Ok, thì cắt cái ổ mình này á, đối với món ngắn thôi nha. Đó, mấy một cái món ngắn mà vừa tâm của cái bấm này thì mình sẽ dùng cái bấm cong này mình bấm này. Đó, mình bấm bên trái được rồi mình qua bên phải mình bấm này. Đó, thì bạn nào kỹ thì bạn có thể là cắt xong cái bàn dũa cho nó gòn hai bên lại rồi mình đắp. Còn bạn nào mà thích nhân còn lẹ thì các bạn khỏi cần dũa, các bạn đắp luôn. Ok chưa? Thì đối với cái ngón út này mà cái cục bột nó mình lấy nó bự quá thì mình có thể đặt dọc lại nhé. Thì nó sẽ dễ đắp hơn. Đó, mình chỉ đặt dọc lại để mà cái cục bột nó vừa hơn với cái pháo tay. Nhiều lúc trong cái video thì các bạn nhìn nó vậy, nhưng mà ở ngoài đời cái pháo tay rất là nhỏ, thì khi mà mình đặt ngang ghế nhiều lúc nó khó, thì mình sẽ tùy tình huống mà mình xử lý nhé. Đó, giống ví dụ như cái gọn này cái size bình thường đấy, mình thì có thể đặt như bình thường, không có phải đặt dọc. Đó, như đối với mấy cái móng omen đấy, cái phần cắt bột ở đầu móng rất là khó nha. Thì các bạn mà đắp dày quá, chút các bạn dũa lại nó bị mất xếp và mệt lắm. Bây các bạn đắp móng thôi, cái phần đầu móng đắp móng vừa đủ thôi. Đó, để mình tẹp hai bên này. Đó, thấy chưa? Rồi, mình sẽ lấy cục bột này. Đó, ngửa bột lên cho bột chín, bắt đầu mình đặt xuống này, giữ 3 giây này, bắt đầu nhả bột ra này. Đó, mình đẩy hai bên khỏe lên thôi. Đó, đẩy hai bên khỏe lên. Đó, đẩy lên rồi bắt đầu chui cò này, lên nước. Bắt đầu mình chín, chỗ nào muốn dày thì các bạn chín dày, chỗ nào mà muốn mỏng thì các bạn cứ chín đập thôi. Thì các bạn muốn dày hay mỏng thì các bạn phải cân cái lực tay của mình nhá. Phải biết là ví dụ như các bạn rơ vào cục bột mà thấy cục bột nó mềm quá thì bạn đập nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng có đập mềm quá. Đập mềm quá đi hết bột à, bị trôi bột á. Đó là cái lỗi rất là nhiều người thường gặp, thậm chí làm lâu năm rồi cũng hay gặp, là tại vì cục bột nó chưa đứng nhưng mà đem đi bột rồi thì mất hết bột ở cái phần Kiriko á. Có một số người dạy các bạn là đắp cái phần Kiriko mỏng, đúng là đắp mỏng là đẹp, nhưng mà mỏng tới lỗi mà không có bột luôn á, thì chút các bạn chùa là sẽ rất là khó. Chùa là cái Kiriko nó không bao giờ nó ra tròn mà đẹp được hết á. Ví dụ như các bạn đắp dày lên, các bạn dùng mỏng xuống á, thì nó sẽ đẹp hơn là đắp không có bột rồi không nhậm dũa nhá. Thường đắp mỏng mà không nhậm dũa thì cái vòng Kiriko nó hay bị răng cửa lắm. Nhiều lúc nó rất là ôi dồi ôi, khi khách quay lại mà biết. Thì bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì thì có thể comment phía dưới nha. Còn cần đồ dũa, có đắp bột hay là gel gì thì có thể vào website order nha. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ like và share. Chúc các bạn thành công.